Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Sun Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào đêm thứ hai và sáng sớm thứ ba, Israel đã thực hiện hơn một chục cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut nhắm vào các cơ sở được cho là của Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cáo buộc rằng Hezbollah đã cất giữ hàng trăm triệu đô la trong một băng ke dưới bệnh viện Al-Shahel, một trong những bệnh viện lớn nhất Liban. Theo Trung tá Avichai Adra, người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, Israel đã chỉ định một số tòa nhà trong khu vực di tản, cảnh báo rằng những tòa nhà này nằm gần các cơ sở của Hezbollah. IDF đã tuyên bố rằng các cuộc công kích sẽ tiếp tục nhằm vào hạ tầng tài chính của nhóm này. Chủng đô đốc Daniel Hagari từ IDF ước tính rằng có khoảng nửa tỷ đô la tiền mặt và vàng được giấu trong băng kè này. Mặc dù IDF khẳng định sẽ không tấn công vào chính bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Al-Sahel Fadi Alame đã phủ nhận cáo buộc của IDF và mời quân đội Liban đến kiểm tra. Bệnh viện này đã hoạt động trong khu vực 42 năm, có các phòng phẫu thuật ngầm và không có mối liên hệ nào với Hezbollah. Sau lời kêu gọi di tản, người dân Beirut đã ghi nhận một số vụ nổ lớn ở khu vực Dahiye và các phương tiện truyền thông Liên bang đưa tin ít nhất 13 cuộc không kích đã diễn ra. Bộ Y tế Liên bang thông báo rằng 4 người trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong các cuộc không kích gần Bệnh viện Đại học Rafik Hariri, bệnh viện công lớn nhất của Liên bang. IDF khẳng định không nhắm vào bệnh viện mà nhằm vào mục tiêu khủng bố của Hezbollah, Cơ quan thông tấn quốc gia bang cũng báo cáo nhiều cuộc không kích khác ở các khu vực như Ozai, và Hadad. Trong suốt sáng thứ Ba, IDF thông báo đã tấn công một căn cứ hải quân của Hezbollah, nơi nhóm này cất giữ xuồng cao tốc và thực hiện các cuộc tấn công. IDF cũng đã tấn công ba trung tâm chỉ huy thuộc đơn vị 127 của Hezbollah, chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel trong khi hầu hết các quận ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vắng tanh do căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah, khu dân cư Ozai vẫn đông đúc. Những người cứu hộ có liên hệ với Hezbollah cho biết họ đang tìm kiếm người sống sót giữa cảnh tàn phá, đồng thời cho biết lệnh di tản và các cuộc không kích đã gây ra sự hoảng loạn trong cư dân. Mặt khác, IDF thông báo rằng trong suốt sáng thứ Ba, hơn 25 quả hỏa tiễn đã được bắn từ Liban vào Israel. Một số hỏa tiễn đã bị đánh chặn, trong khi một số khác rơi xuống khu vực trống không gây thương vong. Đêm hôm trước, một máy bay không người lái từ Liban đã bị bắn hạ trên vùng thượng Galilee. Cuộc xung đột này đã gia tăng căng thẳng ở Liban kể từ khi Israel mở rộng trọng tâm các hoạt động quân sự sang nước này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah. Kể từ tháng 10 năm 2023, đã có khoảng 60.000 cư dân được di tản khỏi các thị trấn phía Bắc do lo ngại về các cuộc tấn công từ Hezbollah, dẫn đến 29 thường dân và 43 binh lính Israel thiệt mạng. Mới đây, Ngũ Giác Đài đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin rằng Arian Tabatabai, tham mưu trưởng của trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các hoạt động đặc biệt, là đối tượng quan tâm trong cuộc điều tra về cáo buộc rò rỉ tài liệu mật liên quan đến kế hoạch tấn công Iran của Israel. Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí của không quân, đã trả lời các phóng viên rằng, theo tôi biết, viên chức này không phải là đối tượng được quan tâm. Trước đó vào cùng ngày dẫn lời một quan chức cấp cao của Ngũ giác đài, người được cho là đã chỉ định Ta'bat Bay là nghi phạm chính trong cuộc điều tra của FBI về vụ rò rỉ thông tin này. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ Mỹ Israel đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tình hình càng trở nên phức tạp khi có thông tin cho rằng Tabata Bay đã từng bị chỉ trích vào năm 2023 một số thành viên Quốc hội Mỹ đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin yêu cầu kết chức bà do lo ngại về an ninh liên quan đến việc bà bị nghi ngờ có liên lạc với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRTC. Những cáo buộc này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về an ninh và độ tin cậy của các quan chức trong chính phủ Mỹ. Thiếu tướng Ryder đã cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã trao đổi với người đồng cấp Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Jab Galan về vụ trò rỉ thông tin nhạy cảm này. Ryder nhấn mạnh, FBI đang điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật bị cáo buộc và đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và cộng đồng tình báo về vấn đề này. Ông khẳng định rằng mọi cáo buộc về việc tiết lộ thông tin trái phép sẽ được ngũ giác đài xử lý một cách nghiêm túc. Cuộc điều tra hiện tại do FBI dẫn đầu đã hạn chế những gì Ryder có thể tiết lộ trong buổi họp báo. Khi được hỏi lý do tại sao ngũ giác đài không tiến hành một cuộc điều tra riêng về cách các tài liệu bị rò rỉ, ông đã từ chối trả lời. Đáng chú ý, vào tuần trước, hai tài liệu tình báo của Hoa Kỳ đã bị rò rỉ tiết lộ kế hoạch tấn công trả đũa Iran của Israel và được phát tán trên một kênh Telegram. Kênh truyền hình này khẳng định họ đã nhận được các tài liệu này thông qua một nguồn tin trong cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại về vụ việc này. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson mô tả tình huống này là rất đáng lo ngại, cho thấy rằng chính phủ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng. Israel cũng đã thông báo rằng họ sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran vào ngày 1 tháng 10 khi Cộng hòa Hồi giáo này phóng khoảng 180 hỏa tiễn đạn đạo vào Israel. Với những diễn biến liên tục và phức tạp trong khu vực, tình hình đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi cả Mỹ và Israel đều phải xem xét lại chiến lược và độ an toàn của thông tin mật trong bối cảnh khủng hoảng. Thưa quý vị, trong một động thái đáng chú ý Pháp, Anh và Italy đã thể hiện những tín hiệu ủng hộ rõ ràng việc Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, Đức vẫn còn nhiều do dự và theo Tổng thống Zelensky, chỉ có sự chấp thuận từ Hoa Kỳ mới có thể thuyết phục Berlin đồng ý với ý tưởng này. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự lạc quan thận trọng về việc phương Tây sẽ chấp nhận kế hoạch chiến thắng của ông, trong đó có kỳ vọng về lời mời gia nhập NATO, Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào lập trường của Mỹ, điều mà có thể sẽ không được công bố cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ukraine xem việc gia nhập NATO như một bảo đảm an ninh than chốt không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả châu Âu. Đây được coi là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cuộc chiến quân sự nhằm sáp nhập đất nước này hiện tại chúng tôi nhận thấy sự đồng thuận từ đa số các nước đồng minh trong khi một số quốc gia vẫn giữ lập trường dày dặc tổng thống zelensky chia sẻ với các phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực về vấn đề này sau chuyến công du gần đây tới mỹ và châu âu để vận động cho kế hoạch buộc nga ngừng chiến tổng thống zelensky cho biết pháp đã bày tỏ sự ủng hộ đơn xin gia nhập nato của ukraine ông tin tưởng rằng người anh sẽ ủng hộ chúng tôi và chúng tôi tin người italy cũng vậy Tuy nhiên, để thuyết phục được Đức, nhiều khả năng sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa. Quyết định của lên được cho là sẽ phụ thuộc nhiều vào lập trường của Washington. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia như Hungary và Slovakia. Sau cuộc bầu cử, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản ứng tích cực hơn từ Hoa Kỳ, ông Zelensky nói. Không phải vì sự thay đổi tổng thống, mà đơn giản vì sự tập trung của Hoa Kỳ hiện đang đổ dồn vào cuộc bầu cử. Ông giải thích rằng, việc Washington đưa ra quyết định chính trị quan trọng về vấn đề này vào lúc này là không phù hợp. Tôi nghĩ họ không muốn có thêm rủi ro. Trong khi đó, NATO đã bắt đầu tìm kiếm những thách thức mới để hỗ trợ Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh có khả năng cựu Tổng thống Donald Trump trở lại vị trí Tổng thống. Đáng chú ý, Paris đã bày tỏ sự ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên thứ 33 của NATO. Tại hội nghị thượng điểm BRICS ở Kazan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phải kết thúc một cách hòa bình. Về cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, chúng tôi liên lạc thường xuyên. Như tôi đã nói trước đây, chúng tôi tin rằng các vấn đề phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc sớm thiết lập hòa bình và ổn định. Trong mọi nỗ lực của mình, chúng tôi ưu tiên nhân loại và chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể có trong tương lai. Ông Budy nói. Thủ tướng cũng cảm ơn sự hiếu khách của Tổng thống Putin, đồng thời nói thêm rằng Ấn Độ có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Kazan. Đầu tháng 9, ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng quay lại bàn đàm phán với Kyiv trên cơ sở thỏa thuận đạt được ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022. Đồng thời, ông Putin thừa nhận Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil có thể trở thành trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi liên lạc thường xuyên với các đồng nghiệp của chúng tôi về vấn đề này, và tôi không nghi ngờ gì rằng lãnh đạo của các nước này chân thành nỗ lực giúp hiểu rõ tất cả các chi tiết của quá trình phức tạp này, Tổng thống nói. Vài ngày sau dẫn nguồn tin chính phủ, sau chuyến thăm của ông Modi tới Moscow và Kiev, Delhi đã quyết định cố gắng thực hiện lời hứa của Thủ tướng và giúp đỡ với tư cách một người bạn mang lại hòa bình cho Ukraine. Ông Modi đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 23 tháng 8. Chuyến đi của ông là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Ukraine kể từ khi giành độc lập vào năm 1991. Ngay sau đó, vào ngày 27 tháng 8, ông Modi đã nói chuyện qua điện thoại với Putin, người mà ông đã gặp vào đầu tháng 7. Các nguồn tin nói rằng, chính trong cuộc trò chuyện này, người ta đã quyết định rằng Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Ajit Doval sẽ đến Moscow để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình. Vào ngày 12 tháng 9, Putin đã gặp Doval. Tại Kyiv, Tổng thống Zelensky và Modi đã thảo luận chi tiết về công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine, trong đó ưu tiên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và việc Nga rút quân, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa tin trong chuyến thăm. Putin lần đầu tiên công bố các điều khoản đàm phán vào ngày 14 tháng 6. Chúng bao gồm sự đồng ý của Kyiv đối với tình trạng trung lập, không liên kết và không có hạt nhân, cũng như việc công nhận các khu vực Kherson, Saporozhi, Donetsk và Luhansk là một phần của Nga. Đồng thời, Putin yêu cầu phương Tây dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Nga. Ở Ukraine, họ gọi những điều kiện này là tối hậu thư. Thưa quý vị, theo các nguồn tin đáng tin cậy, thì những nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm biến BRICS thành một liên minh chống phương Tây đã gặp phải sự lạnh nhạt và từ chối từ các thành viên chủ chốt của khối này. Theo thông tin từ Bloomberg, và các nguồn tin ngoại giao, kế hoạch của Nga về việc thách thức trật tự thế giới và quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ đã hoàn toàn thất bại. Dấu hiệu rõ rệt nhất của thất bại này thể hiện qua cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương BRICS được tổ chức tại Moscow gần đây. Thay vì cử các bộ trưởng tham dự, các nước thành viên quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi chỉ cử các quan chức cấp thấp hơn đến dự họp, phản ánh thái độ thờ ơ với sáng kiến của Nga theo nhà phân tích nga anatoly nesmian tất cả các thành viên brics hiện đang duy trì quan hệ làm việc tốt đẹp với phương tây việc quan hệ của putin với phương tây xấu đi không nhận được sự đồng cảm hay đoàn kết từ các đối tác như một nhà phân tích đã bình luận các bạn gây ra rắc rối các bạn phải tự giải quyết chúng tôi không liên quan gì cả đặc biệt ấn độ đã công khai từ chối việc biến brics thành tổ chức phương tây do nga và trung quốc thống trị brazil và nam phi cũng đã chia sẻ quan điểm này các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE thành viên mới của BRICS hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực nhằm đẩy mạnh đối đầu giữa nam bán cầu với phương Tây, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp của họ với các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới ở Kazan, Putin dự định đề xuất một hệ thống thanh toán quốc tế thay thế cho hệ thống phương Tây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, BRICS vẫn là một trong những diễn đàn quốc tế cuối cùng nơi các nhà lãnh đạo còn đồng ý gặp gỡ trực tiếp với Putin. Việc nhiều nhà lãnh đạo từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Kazan mà không đưa ra lý do được xem như một động thái phản đối nhắm vào cá nhân Putin. Nasmejan nhận định rằng Điện Kremlin đang cố gắng tận dụng tối đa BRICS để thu hút sự chú ý của truyền thông, nhưng điều này có thể sớm gây ra sự khó chịu cho các đối tác. Các thành viên BRICS hiểu rõ đây chỉ là một liên minh không có các nghĩa vụ ràng buộc, được thành lập dựa trên một mô hình kinh tế trừu tượng của một nhà kinh tế học Mỹ trong bối cảnh hoàn toàn khác với hiện tại. Đáng chú ý là Kazakhstan gần đây đã nhấn mạnh tính không thể thay thế của Liên Hợp Quốc như một diễn đàn giải quyết các vấn đề quốc tế và từ chối gia nhập BRICS, càng làm rõ thêm sự cô lập ngày càng tăng của Nga trong nỗ lực xây dựng một liên minh chống phương Tây. Thưa quý vị, theo thông tin từ truyền thông Nga, tình hình chiến sự tại Ukraine đang bộc lộ nhiều thách thức nghiêm trọng đối với quân đội của đất nước xâm lược. Những tuyên bố gần đây từ các nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị và truyền thông quân sự Nga đã phản ánh rõ nét những khó khăn này, đồng thời cho thấy giới tuyên truyền Nga đang chuẩn bị tâm lý cho người dân về một cuộc chiến kéo dài. Đáng chú ý, trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Russia 1, nghị sĩ trung ma quốc gia Alexei Zuralev, một người ủng hộ mạnh mẽ cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, đã thừa nhận những hạn chế của quân đội Nga. Mặc dù được cho là có ưu thế về quân số và vũ khí, nhưng lực lượng vũ trang Nga không thể tiến công nhanh như mong đợi. Ông Zuralev nhấn mạnh, dù có ưu thế rõ ràng về lực lượng vũ trang, chúng ta vẫn không thể tiến nhanh như mong muốn. Với tốc độ hiện tại, việc giải phóng Donbass không phải là vấn đề của vài tháng, mà là của vài năm. Phóng viên quân sự Z Maxim Kalashnikov đã đưa ra những đánh giá bi quan về tình hình. Ông cho rằng cuộc chiến đã đạt đến điểm tới hạn với cả hai bên tham chiến đều trong tình trạng kiệt quệ. Theo ông, nếu không thể điều động được ít nhất 50.000 quân từ Triều Tiên ra tiền tuyến, Nga sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Chúng ta đã đạt đến trạng thái cân bằng kiệt quệ và chỉ cần một lực lượng nhỏ được bổ sung vào bất kỳ bên nào cũng có thể thay đổi căn bản tình hình, Kalashnikov viết trên blog Telegram của mình. Các vấn đề nội tại của quân đội Nga ngày càng trở nên nghiêm trọng, bao gồm tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, sự xuống cấp về kỷ luật và xu hướng gia tăng các hoạt động phi pháp trong quân đội. Kalashnikov cảnh báo rằng, việc huy động thêm quân sẽ gặp nhiều trở ngại do thiếu sĩ quan, trang bị và vũ khí. Hơn nữa, việc rút một lực lượng lớn người từ khu vực dân sự sẽ gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng người nhập cư. Đặc biệt đáng lo ngại là nhận định về khả năng không chỉ mất khả năng tấn công mà còn có nguy cơ không giữ được các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng. Kalashnikov thậm chí còn bày tỏ lo ngại về những hồi chuông cảnh báo cho thấy nguy cơ cuộc chiến bên ngoài có thể chuyển thành nội chiến những phát biểu này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách giới tuyên truyền nga nhìn nhận về cuộc chiến đặc biệt khi so sánh với những tuyên bố lạc quan trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự sau hai năm rưỡi giao tranh quy mô lớn không chỉ mục tiêu ban đầu chưa đạt được mà nga còn mất kiểm soát một phần tỉnh kosker của mình tình hình kinh tế suy giảm và sự mệt mỏi của binh lính càng làm trầm trọng thêm những thách thức mà quân đội nga đang phải đối mặt trong cuộc chiến này trong một cuộc phỏng vấn, tiến sĩ Udi Levy, cựu giám đốc chiến tranh kinh tế của Mossad, cho biết Israel nên nhắm vào sức mạnh kinh tế của Hezbollah để làm suy yếu hơn nữa tổ chức khủng bố này. Khái niệm này khẳng định rằng cuộc chiến diễn ra trên mặt trận kinh tế với thông tin tình báo thu thập được thông qua theo dõi tài chính. Có thể làm tê liệt các quốc gia, công ty và cá nhân, nhưng với tư cách là một quốc gia, chúng ta chưa nắm bắt được đầy đủ sức mạnh của công cụ này, khiến chúng ta tụt hậu trong nhiều lĩnh vực, tiến sĩ Levy cho biết. Levy giải thích trong cuộc phỏng vấn rằng tiền bạc và việc tuyển thêm binh lính là yếu tố cốt lõi cho sự tồn tại của các tổ chức khủng bố như Hamas và Hezbollah. Nếu không có tiền, họ không thể di chuyển bất cứ thứ gì trong hệ thống của họ. Không phải ngẫu nhiên mà sinh qua bị phát hiện mang theo hàng chục ngàn shekel. Các nhà hoạt động không thể di chuyển nếu không có tiền và các gia đình cũng vậy. Ông tiếp tục. Sau mỗi cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào miền Nam Liban, Hezbollah ngay lập tức bồi thường cho các gia đình có nhà bị hư hại. Theo Levy, động cơ tài chính đóng vai trò quan trọng trong động lực của các quốc gia nghèo hơn và hệ tư tưởng không hẳn là trọng tâm thúc đẩy chính của họ. Điều này đã được chứng kiến trong vụ bắt giữ những kẻ khủng bố Hamas của Israel. Nếu bạn các nguồn tiền, chúng sẽ không thể thực hiện các hoạt động như đào đường hầm. Nếu bạn các nguồn tài trợ của Iran, chúng sẽ không thể hỗ trợ các nhóm này. Tiến sĩ Levy giải thích rằng tội phạm và buôn bán ma túy là nguồn tài trợ chính cho các tổ chức khủng bố. Hezbollah nói riêng có được nguồn tài trợ chính từ hai nguồn Iran và buôn bán ma túy các nước vùng vịnh đóng vai trò là điểm chính cho dòng tiền chảy vào Iran với sự hỗ trợ của trung quốc lê vi nhấn mạnh rằng israel chưa làm đủ trong cuộc chiến kinh tế trong cuộc chiến giành dư luận hay trong các cuộc chiến pháp lý chúng ta hầu như không đầu tư bất kỳ nguồn lực nào vào những lĩnh vực này hơn nữa hợp tác quốc tế là cần thiết để tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế nhưng thế giới vẫn đạo đức giả về vấn đề này trong khi có nhiều yêu cầu được đưa ra đối với Israel, cộng đồng quốc tế không thực thi lệnh trừng phạt đối với Iran hoặc Liban và cho phép Hamas hoạt động ở châu Á. Một máy bay không người lái bay qua không phận Israel trong gần 1 giờ vào đêm thứ ba, nhấn mạnh sự thất bại liên tục trong hoạt động phòng thủ của Israel. Không quân Israel đã phát hiện và theo dõi máy bay không người lái, ưu tiên sự an toàn của dân thường cho đến khi có thể xác nhận được vị trí của nó. Trong khi các quan chức quân sự khẳng định họ đang thu hẹp khoảng cách và đạt được thành công, các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cảnh báo chúng ta chỉ mới bắt đầu nắm bắt được quy mô của mối đe dọa. Vào đêm thứ ba, IAF đã xác định một máy bay không người lái đáng ngờ xâm nhập không phận Israel từ Liban. Tất cả các hệ thống liên quan đã được kích hoạt để phát hiện, theo dõi, chặn và áp dụng các bài học kinh nghiệm từ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây tại căn cứ huấn luyện Lữ đoàn Golani. Để phòng ngừa, các khu vực rộng lớn đã được hướng dẫn trú ẩn cho đến khi có thể xác định được vị trí của máy bay không người lái. Việc theo dõi và đánh chặn những máy bay không người lái này là một thách thức đáng kể do chúng có nguồn gốc từ Iran. Những máy bay không người lái này được Hezbollah phóng từ địa hình gồ ghề, khó theo dõi bằng bệ phóng di động, xâm nhập không phận Israel một cách nhanh chóng. Độ phủ sóng radar thấp và các chuyến bay ở độ cao thấp qua các khu vực đông dân cư càng làm phức tạp thêm việc đánh chặn, vì IAF phải tránh gây nguy hiểm cho dân thường hoặc làm hỏng cơ sở hạ tầng. Lỗ hổng hoạt động này đã bị phơi bày một cách bi thảm vào ngày 7 tháng 10, khi các thành viên Hamas sử dụng dù lượng để xâm nhập không phận Israel mà không bị phát hiện, hạ cánh xuống các cộng đồng người Israel và thực hiện các cuộc tấn công chết người. Ban đầu, IAF gặp khó khăn trong việc ứng phó, nhưng các radar và cảm biến bổ sung đã được triển khai theo thời gian để cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi. Trong khi các phương pháp đánh chặn mới đã được phát triển, lực lượng phòng vệ Israel IDF vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng không có biện pháp phòng thủ nào là hoàn hảo. Mặc dù nhiều máy bay không người lái đã bị đánh chặn, nhưng thiệt hại về người vẫn rất nghiêm trọng. Bộ phận tình báo của IAF chịu trách nhiệm dự đoán các mối đe dọa từ máy bay không người lái, cũng không dự đoán được quy mô của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và dù lượng trong cuộc tấn công thứ bảy đen của Hamas, sau đó là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Vấn đề lâu nay về sự chuẩn bị phòng thủ không đầy đủ đã được nêu bật, khi cả IAF và IDF nói chung đều không chuẩn bị để chống lại các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái. Kiểu chiến tranh này đã xuất hiện rõ ràng trong các cuộc xung đột như nội chiến Syria và gần đây hơn là xung đột Ukraine-Nga. Cả hai đều do máy bay không người lái của Iran cung cấp cho Hezbollah gây ra. Các quan chức an ninh thừa nhận rằng IDF và Bộ Quốc phòng đang có những nỗ lực đáng kể để thu hẹp những khoảng cách này và khắc phục tình trạng chậm trễ trong nhiều năm, lưu ý một số thành công trong hoạt động. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc phòng cảnh báo rằng tiến triển thực sự chỉ có thể thấy trong các cuộc xung đột trong tương lai chứ không phải trong cuộc xung đột hiện tại. Các chuyên gia này lập luận rằng các ngành công nghiệp quốc phòng nhỏ hơn cùng với các công ty lớn hơn phải tham gia và một số trách nhiệm nên chuyển sang lực lượng mặt đất. Các sĩ quan dự bị hải quân đã đề xuất mở rộng trách nhiệm của hạm đội tàu hỏa tiễn sang việc chặn máy bay không người lái. Khả năng của những tàu này có thể rất quan trọng trong việc giải quyết các mối đe dọa từ Liban và Yemen. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 10, một cuộc đàm phán quan trọng đã diễn ra giữa lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine và Hoa Kỳ. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Zizky cùng Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã có buổi làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Pentagon. Theo thông tin được tướng Zizky công bố trên kênh Telegram chính thức, cuộc gặp được đánh giá là hiệu quả và mang tính xây dựng. Hai bên đã tập trung thảo luận về nhiều vấn đề chiến lược quan trọng, trong đó có đánh giá tổng thể về tình hình chiến sự trên toàn tuyến phòng thủ, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm. Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong cuộc đàm phán là nhu cầu cấp thiết về vũ khí và trang thiết bị quân sự của lực lượng phòng thủ Ukraine. Phía Ukraine đã trình bày chi tiết về các loại vũ khí cần thiết để có thể thiết lập ít nhất là thế cân bằng, nếu không thể đạt được ưu thế trên chiến trường so với đối phương. Đáng chú ý, vấn đề gỡ bỏ các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí được viện trợ đã được đưa ra thảo luận. Hiện tại, một số loại vũ khí do Mỹ cung cấp còn bị hạn chế về phạm vi và cách thức sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Việc dỡ bỏ các hạn chế này có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cục diện chiến trường. Các bên cũng trao đổi về chiến lược tận dụng tối đa hiệu quả của các hệ thống vũ khí đã được cung cấp. Đặc biệt, việc tăng cường năng lực phòng không được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ hiệu quả hơn không phận Ukraine trước các cuộc tấn công từ phía Nga. Trước đó, trong một tuyên bố riêng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nêu ra 4 lý do chính đáng về việc Hoa Kỳ tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một trong những điểm quan trọng trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky đề xuất. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường nỗ lực ngoại giao để bảo đảm nguồn viện trợ quân sự liên tục từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đối tác chiến lược quan trọng nhất trong cuộc chiến hiện nay. Trong một diễn biến đáng chú ý, dân biểu Igor Chenev trưởng đoàn Ukraine tại Hội đồng NATO vừa tiết lộ thông tin quan trọng về việc nước này sắp triển khai hỏa tiễn đạn đạo tự sản xuất. Theo phát biểu trên truyền hình quốc gia, lực lượng phòng thủ Ukraine sẽ sớm sử dụng loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Tổng thống Zelensky đã xác nhận việc hoàn tất thử nghiệm các hỏa tiễn đạn đạo của chúng tôi. Tôi có thể bảo đảm rằng sắp tới sẽ có những kết quả cụ thể mà không chỉ Ukraine mà cả Nga sẽ chứng kiến. Ông Chenev nhấn mạnh, tuy nhiên các chi tiết cụ thể vẫn được giữ kín nhằm bảo đảm yếu tố bất ngờ trong chiến thuật. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã gặt hái những thành công đáng kể trong việc phát triển vũ khí tự chủ. Điển hình là việc triển khai thành công UAV Palianisia vào cuối tháng 8 năm 2024 được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại bán đảo Crimea. Palianisia được đánh giá là một bước đột phá trong công nghiệp quốc phòng Ukraine, với chi phí sản xuất dưới 1 triệu Mỹ Kim, thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. UAV này thể hiện khả năng cạnh tranh về mặt chi phí hiệu quả. Đặc biệt, khi hoạt động theo đội hình, các UAV này được cho là còn hiệu quả hơn cả hỏa tiễn ATACMS, vũ khí được coi là một trong những trụ cột trong hệ thống phòng thủ của phương Tây. Gần đây, có những phân tích cho rằng Palia có thể đã được sử dụng trong chiến dịch phá hủy kho quân sự của Nga tại Torobes. Điều này cho thấy khả năng tác chiến thực tế của loại vũ khí này, dù phía Ukraine chưa chính thức xác nhận thông tin. Việc phát triển thành công các loại vũ khí tầm xa nội địa đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Ukraine. Nó không chỉ giúp nước này giảm phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, mà còn nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất vũ khí chiến lược. Các chuyên gia quân sự đánh giá, khả năng tự sản xuất vũ khí tầm xa sẽ tạo ra lợi thế đáng kể cho Ukraine trong cuộc chiến hiện tại. Điều này không chỉ về mặt chiến thuật mà còn thể hiện sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Ukraine, đưa nước này tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ về quốc phòng trong tương lai. Xin mến chào quý vị đang theo dõi bản tin cuối ngày 23 tháng 10 của The Saigon Post. Thưa quý vị, một làn sóng khủng hoảng đang bao trùm thị trường bơ sữa tại Nga khi báo Investia đưa tin về tình trạng giá cả leo thang và nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng. Đáng chú ý, bần cùng thì sinh đạo tặc, nạn trộm cắp bắt đầu xuất hiện tại các cửa hàng, một hệ quả tất yếu khi người dân không còn đủ khả năng chi trả cho một mặt hàng, hàng vốn là nhu yếu phẩm hàng ngày. Trước tình hình này, các nhà sản xuất đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất khi nguồn nguyên liệu thô ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Các nhà sản xuất đã gửi cảnh báo đến các nhà bán lẻ về tình trạng thiếu hụt và tăng giá, dẫn đến việc một số công ty phải tạm ngừng sản xuất hoặc giảm đáng kể lượng hàng cung cấp ra thị trường. Điển hình như chi nhánh của tập đoàn Danone đã phải ngừng phân phối bơ từ ngày 1 tháng 9 do giá kem sữa nguyên liệu tăng đột biến 55%. Các công ty khác như Milcom cũng đã tạm dừng sản xuất nhiều dòng sản phẩm bơ. Mặc dù Bộ Nông nghiệp Nga tuyên bố thị trường vẫn bảo đảm đủ bơ, nhưng thực tế các nhà sản xuất đang phải điều chỉnh sản lượng do các chuỗi bán lẻ áp dụng mức tăng giá lên tới 70%. Mức tăng này được giải thích bởi chi phí gia tăng trong khu nguyên liệu, vận chuyển và đóng gói. Kể từ đầu năm 2024, giá bơ đã tăng từ 10 đến 20% và so với năm 2023, mức tăng tổng thể đã lên tới 25,9%. Tình hình trở nên phức tạp hơn sau khi chính quyền Nga tiếp quản các nhà máy của công ty Pháp Danone và chuyển quyền quản lý cho cháu của Khedirov. Các chuyên gia cho rằng, việc quản lý yếu kém có thể đã góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hiện tại. Đáng chú ý, chuỗi siêu thị Dixie ở San Petersburg đã phải rút bơ khỏi kệ hàng do tình trạng thiếu hụt và đặc biệt là nạn trộm cắp ngày càng gia tăng. Để đối phó với tỷ lệ trộm cắp cao, các cửa hàng đã phải thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như chỉ bảo quản bơ trong tủ lạnh gần quầy thu ngân và gắn thẻ RFID vào các gói bơ. Cuộc khủng hoảng này đã tạo ra một vòng lưỡng quẩn tiêu cực. Giá tăng cao buộc người tiêu dùng Nga phải hoặc là giảm mức tiêu thụ hoặc là trong một số trường hợp dẫn đến hành vi trộm cắp tại các cửa hàng. Điều này làm tăng chi phí bảo vệ và an ninh cho các nhà bán lẻ, từ đó càng đẩy giá sản phẩm lên cao hơn nữa. Tình trạng này phản ánh những thách thức sâu sắc mà nền kinh tế Nga đang phải đối mặt, đặc biệt là trong việc bảo đảm nguồn cung và giá cả ổn định cho các mặt hàng thiết yếu. Việc một sản phẩm cơ bản như bơ trở nên khan hiếm và đắt đỏ cho thấy những bất ổn đang ngày càng gia tăng trong thị trường tiêu dùng của Nga. Thưa quý vị, theo phân tích mới đây từ Bloomberg, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga chắc chắn sẽ phát huy tác dụng, nhưng cần thời gian và cách tiếp cận mạnh mẽ hơn. Stephanie Parker, Chuyên gia của Bloomberg đã chỉ ra rằng những tuyên bố của tổng thống Putin về việc các lệnh trừng phạt không hiệu quả chỉ là chiến thuật tuyên truyền nhằm ngăn cản việc áp đặt các biện pháp mới. Mặc dù ban đầu nhiều chuyên gia dự đoán nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ nhanh chóng sau làn sóng trừng phạt đầu tiên, Điện Kremlin đã tạm thời đối phó được nhờ vào doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí. Khi G7 áp đặt mức trần giá dầu của Nga và cấm các công ty bảo hiểm nước ngoài phục vụ tàu Nga, Moscow đã nhanh chóng thích nghi bằng cách xây dựng đội tàu ngầm hoạt động trong bóng tối. Trong lĩnh vực công nghệ cao, Nga đã tìm được nguồn cung thay thế từ Trung Quốc và các nước châu Á khác. Tuy nhiên, các dấu hiệu cho thấy áp lực đang gia tăng đối với nền kinh tế Nga. Lạm phát duy trì ở mức 8%, buộc ngân hàng trung ương Nga phải nâng lãi suất lên 19%. Theo Alexander Isakov, chuyên gia kinh tế của Bloomberg Economics, Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga đang chậm lại và dự kiến sẽ giảm xuống còn 1,2% vào năm 2025 do tác động của các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt lao động và chi phí quốc phòng tăng cao cũng đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế. Baker đề xuất một số giải pháp cụ thể để tăng hiệu quả của các biện pháp trừng phạt. Hạ thấp hơn nữa mức trần giá dầu của Nga, đưa thêm nhiều tàu từ đội tàu ngầm của Putin vào danh sách đen và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng Trung Quốc có liên quan. Điểm yếu chính của các biện pháp trừng phạt hiện tại là tốc độ áp dụng quá chậm, cho phép Putin có thời gian tìm các giải pháp thay thế. Vì vậy, nếu Tổng thống Mỹ tương lai muốn buộc Putin phải lùi bước, Washington cần phải đẩy mạnh cuộc chiến kinh tế này. Đáng chú ý, Anh mới đây đã mở rộng danh sách trừng phạt thêm 18 tàu chở dầu của Nga, nâng tổng số lên 90 tàu. Liên minh châu Âu cũng đang chuẩn bị xem xét gói trừng phạt mới vào tháng 1-2025. Trong một động thái liên quan, Anh đã quyết định cấp khoản vay trị giá 2,5 tỷ bảng Anh cho Ukraine từ các tài sản đóng băng của Nga. Theo các chuyên gia, chiến lược mới này có thể sẽ hiệu quả hơn trong việc gây áp lực lên Nga, đặc biệt khi được thực hiện đồng bộ và quyết liệt bởi các nước phương Tây. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần duy trì áp lực liên tục và bảo đảm không có kẻ hở để Nga có thể tìm cách né tránh các biện pháp trừng phạt. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel đã xác nhận rằng Hashem Shafieddin, người được coi là lãnh đạo kế nhiệm của tổ chức Hezbollah, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Beirut ba tuần trước. Thông báo này được đưa ra vào thứ Ba, đánh dấu một cú đòn lớn dán vào Hezbollah, nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn và có mối quan hệ thù địch kéo dài với Israel. Hashem Shafieddin không chỉ là một thành viên cấp cao của Hezbollah, mà còn là anh họ của Hassan Nasrallah, cựu lãnh đạo của tổ chức này. Nasrallah đã thiệt mạng trước đó trong một cuộc không kích khác của Israel. Shafi Eddin được xem là người có ảnh hưởng lớn trong quá trình ra quyết định của Hezbollah và đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các hoạt động khủng bố chống lại Israel. Khi Nasrallah vắng mặt tại Liban, Shafi Eddin đã tạm thời giữ chức tổng thư ký của Hezbollah điều hành tổ chức trong những năm gần đây. Theo các báo cáo từ IDF, Shafieddin có quyền lực lớn và được coi là một trong những người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Hezbollah. Ông đóng vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược của tổ chức, đặc biệt là liên quan đến các hoạt động khủng bố nhằm vào Israel. Cái chết của Shafieddin không chỉ làm suy yếu khả năng lãnh đạo của Hezbollah, mà còn tạo ra một khoảng trống lớn trong bộ máy lãnh đạo của tổ chức này. Trong phát biểu của mình, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, trung tướng Hezi Halevi cho biết, chúng tôi đã liên lạc với Nasrallah, người kế nhiệm ông ta và hầu hết các quan chức cấp cao của Hezbollah. Chúng tôi sẽ biết cách liên lạc với bất kỳ ai đe dọa đến an ninh của công dân nhà nước Israel. Lời tuyên bố này thể hiện rõ lập trường cứng rắn của Israel trong việc đối phó với Hezbollah và các mối đe dọa từ tổ chức này. Việc tiêu diệt Shafi Eddin là một phần trong chuỗi các nỗ lực của Israel nhằm ngăn chặn sự gia tăng ảnh hưởng của Hezbollah tại Liban và khu vực Trung Đông nói chung. Hezbollah với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Iran đã liên tục là mối đe dọa đối với an ninh của Israel không chỉ thông qua các hoạt động khủng bố mà còn bằng cách duy trì một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ dọc biên giới phía bắc Israel tuy nhiên việc loại bỏ saviyadin không đồng nghĩa với việc Hezbollah sẽ suy yếu hoàn toàn tổ chức này vẫn có mối quan hệ mật thiết với Iran và nhiều nguồn lực để tiếp tục duy trì các hoạt động của mình Tuy nhiên, việc mất đi một lãnh đạo có tầm quan trọng như Xavi Eddin chắc chắn sẽ gây ra những khó khăn trong nội bộ và ảnh hưởng đến khả năng của Hezbollah trong thời gian tới. Việc quản lý Gaza một ngày sau chiến tranh và khả năng đạt được thỏa thuận về con tin là một trong những chủ đề được nêu ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken tại Jerusalem vào thứ Ba. Văn phòng Thủ tướng cho biết sau cuộc họp được mô tả là thân thiện và hiệu quả, rằng hai bên đã thảo luận về vấn đề khuôn khổ quản lý tại Gaza vào ngày sau chiến tranh. Hoa Kỳ và Israel đã bất đồng quan điểm về kế hoạch ngày hôm sau cho Gaza, mặc dù cả hai đều đồng ý rằng Hamas sẽ không được phép cai trị vùng đất bao quanh của khoảng 2,2 triệu người Palestine này. Hoa Kỳ muốn chứng kiến một chính quyền Palestine được cải tổ để quản lý Gaza như một phần của con đường hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột phó phát ngôn viên bộ ngoại giao hoa kỳ verdan patel đã nói với các phóng viên tại washington vào thứ ba rằng chúng tôi muốn thấy sự quản lý ở gaza thống nhất với phương tây theo những gì chúng tôi hy vọng là một chính quyền palestine được tái thiết ngoài ra ông cho biết không thể có sự di dời lâu dài của người palestine khỏi gaza chúng tôi không muốn thấy sự thu hẹp lãnh thổ ở gaza ông tuyên bố những gì chúng tôi muốn thấy là những yếu tố khẳng định sẽ đưa chúng ta đến một nền hòa bình bền vững và theo quan điểm của chúng tôi điều đó cần bao gồm tiếng nói của người dân palestine và những nguyện vọng của họ điều đó cần phải là trọng tâm của công tác quản lý hậu khủng hoảng ở gaza ông giải thích ông netanyahu vẫn chưa đưa ra kế hoạch rõ ràng cho ngày hôm sau ở gaza hoặc thậm chí là các dấu hiệu sẽ quyết định kết thúc chiến tranh ngoại trừ việc nói rằng hamas phải bị tiêu diệt ông cũng đã nói về chính quyền địa phương ở gaza không bao gồm chính quyền palestine thậm chí là một chính quyền palestine đã được cải tổ chính phủ của netanyahu cũng phản đối việc thành lập một nhà nước palestine ở gaza hoặc bờ tây bộ ngoại giao cho biết ông blinken đã trao đổi với netanyahu về tầm quan trọng của việc vạch ra một con đường mới trong giai đoạn hậu xung đột cho phép người palestine xây dựng lại cuộc sống và cung cấp quyền quản lý an ninh và tái thiết cho gaza Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng hành động thành công của Israel nhằm đưa Yahya Sinwa ra trước công lý bằng cách bảo đảm thả tất cả các con tin và chấm dứt xung đột ở Gaza theo cách mang lại an ninh lâu dài cho cả người Israel và người Palestine. Israel đã bắt đầu thảo luận về các lựa chọn mới cho thỏa thuận con tin, trong khi Hoa Kỳ cho rằng họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán hướng tới thỏa thuận ba giai đoạn lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 5 tuy nhiên vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức nào được bắt đầu. lực lượng phòng vệ Israel IDF và văn phòng điều phối các hoạt động chính phủ tại các lãnh thổ cô cho biết vào thứ ba rằng tính đến tuần trước 237 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo bao gồm thực phẩm, nước, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn từ Jordan và cộng đồng quốc tế đã được chuyển đến phía bắc dãy Gaza qua cầu Alamein và cảng Ashdod. IDF thông qua cô sẽ tiếp tục hành động theo luật pháp quốc tế để tạo điều kiện và giảm nhẹ các hoạt động ứng phó nhân đạo ở giải Gaza, quân đội và cô gái tuyên bố. Thưa quý vị, vào sáng thứ Tư, còi báo động hỏa tiễn vang lên tại Tel Aviv và các khu vực khác ở miền Trung và miền Bắc Israel, bao gồm Herzliya và Nazareth, sau khi hai quả đạn được bắn từ Liban vào lãnh thổ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel nhanh chóng phản ứng, thông báo đã đánh chặn thành công cả hai quả hỏa tiễn này. Theo tuyên bố từ IDF, vụ việc hiện đang được điều tra để làm rõ thêm chi tiết về nguồn gốc và mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công. Cảnh sát Israel cũng nhận được báo cáo về các mảnh đạn rơi xuống các khu vực Herzliya và Ramat Hasharon dẫn đến thiệt hại nhỏ cho một chiếc xe. Tuy nhiên, may mắn là không có người bị thương trong vụ việc này. Cảnh sát Israel đã phong tỏa hiện trường để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhằm xác định các mối đe dọa tiềm ẩn. Cơ quan y tế khẩn cấp Israel Maigen David Adam cũng xác nhận rằng họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong. Các biện pháp an ninh tại các khu vực liên quan vẫn được thắt chặt, bảo đảm rằng không có nguy cơ nào ảnh hưởng đến người dân sau cuộc tấn công hỏa tiễn. Thưa quý vị, trong hai ngày qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào mục tiêu của Hezbollah tại Liban, tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng khủng bố. Theo IDF, tuyên bố vào sáng thứ Tư, ba chỉ huy khu vực của Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại Jibjit, Juayyai và Kana. Các chỉ huy này được cho là đã chỉ đạo nhiều cuộc tấn công vào dân thường ở Israel, đặc biệt thông qua việc bắn rocket và phóng hỏa tiễn chống tăng vào các cộng đồng ở miền Bắc Israel. Đây là một phần của chiến dịch leo thang căng thẳng giữa Israel và Hezbollah khi nhóm vũ trang này liên tục tổ chức các đợt tấn công từ Liban vào lãnh thổ Israel ngoài ra idf cũng xác nhận rằng khali mohammed amhas một chiến binh khủng bố thuộc đơn vị không quân của hezbollah đã bị tiêu diệt bởi không quân israel iaf vào thứ hai theo thông tin từ phía israel amhas chịu trách nhiệm phát triển và phóng các máy bay không người lái mang theo chất nổ và thiết bị thu thập thông tin tình báo nhằm tấn công israel việc tiêu diệt amhas được coi là một đòn giáng mạnh vào năng lực tác chiến của hezbollah đặc biệt là trong các chiến dịch liên quan đến máy bay không người lái từ sáng thứ Ba, IDF đã tiêu diệt khoảng 70 chiến binh Hezbollah thông qua các cuộc giao tranh trên không và trên bộ. Các cuộc đột kích có mục tiêu này tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố và các hoạt động quân sự của Hezbollah tại khu vực biên giới Liên bang. Trong số những tên khủng bố bị tiêu diệt, khoảng 20 tên được cho là gây ra mối đe dọa trực tiếp đến lực lượng IDF và đã bị lực lượng không quân Israel cùng sư đoàn 36 loại bỏ. Các hoạt động quân sự của Israel cũng bao gồm việc phát hiện và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng khủng bố ngầm và kho vũ khí của Hezbollah. Trong số vũ khí bị phá hủy có hỏa tiễn, bệ phóng hỏa tiễn chống tăng, súng cối và một lượng lớn đạn dược. Đây là những vũ khí được Hezbollah sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào Israel, đe dọa trực tiếp đến an ninh của các khu vực miền Bắc. Cùng lúc, IDF cũng đã mở rộng các vùng chiến dịch quân sự sang giải Gaza, nơi quân đội đã tiêu diệt nhiều nhóm khủng bố trong các hoạt động đang diễn ra. Theo IDF, trong một cuộc tấn công ở khu vực Jabalia, lực lượng Israel đã tiêu diệt một nhóm khủng bố vũ trang và gây ra các vụ nổ thứ cấp, cho thấy sự hiện diện của một lực lượng lớn vũ khí tại khu vực. Các cuộc không kích này nằm trong chiến lược tấn công chủ động của Israel nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Liban và Gaza, nhằm bảo đảm an ninh cho dân thường Israel và làm suy yếu khả năng chiến đấu của Hezbollah. Trong quá trình hoạt động, quân đội Israel cũng đã bắt giữ hàng chục tên khủng bố, đồng thời tạo điều kiện cho người dân ở giải Gaza di tản qua các tuyến đường nhân đạo. Thưa quý vị, Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ, mới đây đã tiết lộ rằng ông từng sẵn sàng tấn công Moscow trong trường hợp Vladimir Putin tấn công Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump chia sẻ rằng ông đã có cuộc trò chuyện với Putin trong thời gian tại nhiệm, yêu cầu Nga ngừng đàn áp Ukraine. Ông Trump tuyên bố rằng nếu Putin tiếp tục hành động, Mỹ sẽ tấn công thẳng vào thủ đô Moscow. Tôi sẽ tấn công nước ông mạnh đến mức ông không thể tin được. Tôi sẽ đánh thẳng vào trung tâm Moscow. Ông Trump nhớ lại lời đe dọa của mình đối với Tổng thống Nga. Theo ông Trump, Putin đã phản ứng bằng cách trả lời không đời nào, cho thấy sự bất ngờ của nhà lãnh đạo Nga trước thái độ cứng rắn của Mỹ. Ông Trump còn nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga biết tôi là người điên, ám chỉ phong cách quyết đoán và khó đoán của ông Trump trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ cụ thể thời điểm của cuộc trò chuyện này. Cựu Tổng thống Mỹ đồng thời lên án đảng Dân Chủ và Joe Biden về cuộc chiến hiện nay tại Ukraine. Ông Trump cho rằng việc Putin dám phát động chiến tranh chỉ vì Biden đang nắm quyền tại Tòa Bạch Ốc và nếu ông còn tại vị, mọi thứ đã không đi theo hướng này. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8, NATO dự định sẽ gánh phát phần lớn trách nhiệm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, theo một số nguồn tin cho biết, nhóm 7 nước G7 sẽ đóng băng tài sản của Nga sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc. Chúng tôi tái khẳng định rằng tài sản có chủ quyền của Nga trong khu vực tài phán của chúng tôi sẽ vẫn bất động cho đến khi Nga ngừng gây hấn và trả giá cho những thiệt hại đã gây ra cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong một tuyên bố dự thảo sẽ được công bố sau đó. Tài liệu cũng nêu rõ rằng Hiệp hội Bảo đảm khoản vay cho Kiev với số tiền 50 tỷ Mỹ Kim các nhà lãnh đạo Sở 7 đã đồng ý cung cấp số tiền này cho Ukraine vào tháng 6, dự kiến số tiền này sẽ được hoàn trả bằng số tiền thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga. Theo thỏa thuận sơ bộ, Mỹ và EU mỗi bên sẽ nhận 20 tỷ Mỹ Kim và 10 tỷ Mỹ Kim còn lại được đề xuất chia cho Anh, Nhật Bản và Canada. Tuy nhiên, Washington đã yêu cầu bảo đảm rằng tài sản của Nga sẽ bị phong tỏa ở EU trong thời gian dài. Hiện tại, quyết định gia hạn phong tỏa được đưa ra theo sự đồng thuận của 27 nước thành viên EU cứ 6 tháng một lần. Vào tháng 9, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết chính Bruxelles sẽ phân bổ 38 tỷ Mỹ Kim cho Kiev, phần lớn khoảng vay G7 đã thỏa thuận. Vào tháng 10, các đại sứ EU đã nhất trí về cơ chế chuyển số tiền này sang Ukraine. Số tiền này sẽ được hoàn trả từ số tiền thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga. Quyết định cung cấp khoản vay đã được Nghị viện châu Âu thông qua vào ngày 22 tháng 10. Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 302 tỷ Mỹ Kim tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga. Hơn 2 phần 3 trong số đó được giữ trong tài khoản của cơ quan lưu ký Euroclear của Bỉ. Người đứng đầu Bộ Tài chính Anton Silionov ước tính số tài sản bị phong tỏa vào khoảng 300 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm chiếm đoạt tài sản của Nga sẽ bị coi là hành vi trộm cắp và sẽ bị trừng phạt. Vào đầu năm 2024, chính quyền Ukraine ước tính thiệt hại do hành động xâm lược của Nga gây ra là 1.000 tỷ Mỹ Kim. Một năm trước đó, Thủ tướng Ukraine đã lên tiếng về mức thiệt hại 700 tỷ Mỹ Kim. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Tư pháp Nga vừa đề xuất sửa đổi luật hiến pháp về tình trạng thiết quân luật nhằm mở rộng các biện pháp áp dụng trong điều kiện thiết quân luật. Theo thông tin từ ABC, đề xuất quan trọng nhất là việc cho phép hạn chế tiếp cận thông tin về hoạt động của các cơ quan chính quyền từ cấp liên bang đến địa phương. Dự thảo luật đã được Ủy ban hoạt động lập pháp thông qua để trình lên chính phủ xem xét. Theo văn bản, quyền hạn chế tiếp cận thông tin trong các khu vực áp dụng thế quân lực có thể được mở rộng cho nhiều cơ quan quan trọng, bao gồm tòa án tối cao, viện kiểm sát, Ủy ban điều tra và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Trong phần giải thích kèm theo dự thảo, Bộ Tư pháp nêu rõ những sửa đổi này được đề xuất nhằm đáp ứng các vấn đề đã được xác định trong việc bảo đảm an ninh hoạt động của các cơ quan nhà nước trong điều kiện thiết quân luật. Bộ khẳng định với RBC rằng những thay đổi này nhằm tăng cường an ninh cho hoạt động của các cơ quan chính phủ trong bối cảnh có xung đột quân sự và đối mặt với các mối đe dọa khủng bố và cực đoan tiềm tàng. Hiện tại, Nga chưa áp dụng tình trạng thiết quân luật trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2022, chế độ này đã được áp dụng tại các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine, những khu vực đang bị quân đội Nga chiếm đóng. Các cơ quan chính quyền do Moscow bổ nhiệm tại những vùng này hiện vẫn phải công khai thông tin về địa điểm, thời gian làm việc và các hoạt động của họ. Theo văn bản giải thích, hoạt động của các cơ quan này có thể bị phá hoại bởi các hành động khủng bố, hoạt động cực đoan và các hoạt động trinh sát phá hoại của đối phương. Do đó, cần thiết phải thông qua các sửa đổi này. Việc hạn chế công khai thông tin được xem là biện pháp quan trọng để bảo vệ hoạt động của bộ máy chính quyền trong tình huống khẩn cấp. Động thái này phản ánh nỗ lực của Nga trong việc củng cố khung pháp lý để đối phó với các tình huống khẩn cấp, đồng thời cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai, bao gồm cả khả năng mở rộng tình trạng thiết quân luật ra ngoài các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hiện nay. Khả năng gia nhập NATO của Ukraine giữa lựa chọn mô hình Đức và cam kết giữ toàn vẹn lãnh thổ. Theo Financial Times, giới chính trị phương Tây đang cân nhắc một cách tiếp cận mới đối với vấn đề Ukraine gia nhập NATO, trong đó có việc xem xét áp dụng mô hình Đức thời hậu chiến. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy nhiều thách thức phức tạp hơn so với tiền lệ lịch sử này. Trong bối cảnh Tổng thống Zelensky đưa ra kế hoạch chiến thắng mới vào ngày 16 tháng 10 tại Quốc hội Ukraine, gồm 5 điểm chính và 3 phụ lục mật, trong đó ưu tiên hàng đầu là đòi hỏi phương Tây chính thức mời Ukraine gia nhập NATO. Các chuyên gia chỉ ra rằng điều năm về an ninh tập thể của NATO cần được xem xét lại do một số vùng lãnh thổ Ukraine hiện đang bị chiếm đóng. Điều này gợi nhớ đến trường hợp nước Đức sau Thế chiến thứ hai, khi quốc gia này bị chia cắt thành Tây Đức FRG và Đông Đức GDR với Tây Đức gia nhập NATO vào năm 1955. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng là trong khi nước Đức có ranh giới rõ ràng giữa hai miền, Ukraine lại không có đường biên giới xác định với các vùng bị chiếm đóng. Hơn nữa, các nhà phân tích không tin rằng Putin sẽ hòa bình trao trả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như trường hợp thống nhất nước Đức. Trong cuộc gặp gỡ với báo giới gần đây, Tổng thống Zelensky đã kiên quyết bác bỏ khả năng đánh đổi từ các thành viên NATO lấy việc từ bỏ lãnh thổ. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù có thể một số đối tác đang cân nhắc phương án này và tham gia phản ứng qua truyền thông, Ukraine không tham gia vào các cuộc thảo luận như vậy. Ý kiến của Nga trong vấn đề này không quan trọng, Tổng thống Zelensky nói. Khi các đối tác khác tự tin rằng họ mạnh hơn Nga, mọi việc sẽ tiến triển tích cực theo hướng đó. Ông Zelensky khẳng định việc gia nhập NATO phải được thực hiện trong khuôn khổ biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine, nhấn mạnh rằng về mặt pháp lý, không ai công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là một phần của Nga. Theo ông, lời mời gia nhập NATO trong thời chiến sẽ là một bước đi ngoại giao mạnh mẽ, còn việc thực hiện tiến trình gia nhập như thế nào có thể được thảo luận sau trong khuôn khổ ngoại giao. Ngày 18 tháng 10, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập cho Âu và NATO, Olga Stefanishina cũng xác nhận rằng không có việc xem xét cho Ukraine gia nhập NATO mà không có các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Theo bà, mặc dù việc gia nhập chính thức chỉ có thể diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng lời mời gia nhập có thể ảnh hưởng đến diễn biến tình hình. Đáng chú ý, một cuộc khảo sát của Viện Xã hội Học Quốc tế Kyiv cho thấy 47% người Ukraine sẵn sàng chấp nhận mất một số lãnh thổ để đổi lấy tư cách thành viên NATO và EU. Tuy nhiên, các bước tiến cụ thể trong vấn đề này có thể phải chờ đến sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ với vai trò quan trọng của các nước như Đức, Pháp và Anh trong quá trình ra quyết định. NATO cũng đã bắt đầu tìm kiếm các phương pháp hỗ trợ mới cho Ukraine do khả năng Donald Trump có thể tái đắc cử Tổng thống. Theo Le Monde đưa tin ngày 19 tháng 10, dẫn nguồn từ các nhà ngoại giao châu Âu, Hoa Kỳ đã không còn phản đối việc mời Ukraine gia nhập NATO. Tổng thống Joe Biden có thể bắt đầu quá trình chuẩn bị mời Kyiv gia nhập liên minh trong giai đoạn chuyển tiếp nếu Kamala Harris thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Đáng chú ý, Paris cũng đã bày tỏ sự ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên thứ 33 của NATO. Trong một diễn biến liên quan, các gia đình của những công dân Mỹ bị bắt làm con tin ở Gaza đã có cuộc gặp với ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken, kêu gọi ông gây sức ép lên những bên hòa giải tại Qatar để khởi động lại các cuộc đàm phán về việc giải cứu con tin. Gia đình các nạn nhân, trong đó có cựu tù nhân Avi Shigao, nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình, khẳng định rằng các con tin không còn thời gian để trì hoãn thêm. Cuộc gặp còn có sự tham dự của đại sứ Hoa Kỳ tại Israel Jack Lew, thể hiện cam kết của Washington trong việc theo sát và giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, yêu cầu của các gia đình con tin càng trở nên quan trọng, đặc biệt khi có khả năng tận dụng cơ hội việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa để mở đường cho các cuộc đàm phán mới. Cùng ngày, 15 binh sĩ Israel khác đã ký vào một lá thư bày tỏ sự phản đối tiếp tục tham chiến nếu không có tiến triển trong việc thả con tin, nâng tổng số người ký vào lá thư này lên 130. Đáng chú ý, trong số những người ký thư có hai binh sĩ hiện đang phục vụ, bao gồm một nữ sĩ quan. Bức thư này đã được gửi tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yav Galan, Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi và các thành viên chính phủ khác, kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Những binh sĩ này cho rằng, việc tiếp tục cuộc chiến ở Gaza sẽ đồng nghĩa với việc đưa các con tin đang bị giam giữ tại Gaza vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi, những quân nhân dự bị và tại ngũ, sĩ quan và binh lính tuyên bố rằng chúng tôi không thể tiếp tục chiến đấu trong tình cảnh này nữa cuộc chiến ở Gaza đang kết án tử hình những người anh chị em của chúng tôi đang bị giam cầm, bức thư tuyên bố, thể hiện sự bất mãn và tuyệt vọng của các quân nhân khi chính phủ chưa có động thái đáng kể trong việc cứu hộ các con tin. Thưa quý vị, một nguồn tin quân sự đáng tin cậy từ kênh Z của Nga, Sheverny Kanan, vừa tiết lộ thông tin gây sốc về tình hình của Trung đoàn 41 quân đội Nga đang tham chiến tại khu vực Kharkiv. Theo đó, đơn vị này đang phải đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn do chiến thuật đẫm máu mà các tướng lĩnh Nga áp dụng trong chiến dịch tấn công làng Staritsa. Tại trung đoàn 41 khu vực Kharkiv, một tình trạng hỗn loạn thực sự đang diễn ra, binh lính đơn giản là bị đẩy vào chỗ chết, các nhóm xung kích bị ném vào như thịt băm và trung đoàn đang dần bị xóa sổ, nguồn tin này cho biết. Tất cả những điều này được cho là nhằm phục vụ cho mục đích báo cáo thành tích của các tướng lĩnh về việc chiếm đóng Starisha, mặc dù thông tin này được xác nhận là không đúng sự thật. Tình trạng của đơn vị càng trở nên nghiêm trọng khi họ liên tục phải bổ sung quân số mới, nhưng những binh sĩ này thường không tồn tại được lâu trên diễn trường. Theo tiết lộ, các cuộc tấn công được thực hiện trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng về đạn dược, không có nhiệm vụ rõ ràng hay kế hoạch chiến thuật cụ thể. Lệnh duy nhất mà binh lính nhận được đơn giản chỉ là tiến lên đặc biệt nghiêm trọng là cách xử lý thông tin về thương vong. Những binh sĩ không trở về từ các cuộc tấn công thường được báo cáo là mất tích hoặc bị quy kết là đào ngũ, trong khi thực tế họ đã hy sinh. Thậm chí, các chuyên gia thực chiến có kinh nghiệm cũng không thoát khỏi số phận bi thảm khi bị điều động vào các đơn vị xung kích. Thông tin này được công bố trong bối cảnh quân đội Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn đà tiến của lực lượng Nga tại khu vực Kubensk thuộc tỉnh Kharkiv. Cục tình báo quốc phòng Ukraine GIOA cũng vừa chia sẻ chi tiết về chiến dịch giải phóng các khu vực rừng tại tỉnh Kharkiv, cho thấy hiệu quả trong chiến thuật phòng thủ của lực lượng Ukraine trước các đợt tấn công liều chết của phía Nga. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra dự báo mới cho thấy cuộc chiến tại Ukraine có thể tiếp diễn đến năm 2026. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với dự báo trước đây khi kịch bản tiêu cực nhất chỉ dự đoán chiến sự kéo dài đến cuối năm sau. Theo báo cáo mới nhất của IMF, trong kịch bản tiêu cực, cuộc chiến có thể kéo dài đến giữa năm 2026. Tổ chức này cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng đối với ích liên quan đến sự hỗ trợ từ các nước phương Tây và an ninh năng lượng. IMF nhấn mạnh, cuộc chiến tại Ukraine tiếp tục gây ra thiệt hại ngày càng tăng về kinh tế, xã hội và nhân đạo. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây tổn thất nghiêm trọng và triển vọng vẫn còn rất không chắc chắn. Tình hình này buộc chính quyền Ukraine phải tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2025 cao hơn so với kế hoạch ban đầu. Các vấn đề xã hội và kinh tế nghiêm trọng cùng với việc tăng cường động viên quân sự đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trong nước. IMF ước tính có hơn 10,3 triệu người phải di dời, bao gồm cả người di tản trong nước và người tị nạn ở nước ngoài. Đồng thời, một phần năm dân số đang phải đối mặt với tình trạng không an toàn lương thực. Về các chỉ số kinh tế, IMF dự báo tỷ lệ nợ GDP của Ukraine có thể vượt 100% vào năm tới và có thể tăng lên gần 300% vào năm 2029 trong kịch bản xấu. Tăng trưởng GDP năm 2025 được điều chỉnh giảm xuống 2,5% so với 3,4% trước chiến tranh và 3% năm hiện tại. Làm phát năm 2025 dự kiến ở mức 9%, tương đương với mức trước chiến tranh là 9,4%. IMF kêu gọi chính quyền Ukraine thực hiện gói biện pháp thuế mới và nhóm G7 cung cấp khoản tài trợ ổn định trị giá 50 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv. Theo thỏa thuận sơ bộ, Mỹ và EU sẽ đóng góp mỗi bên 20 tỷ Mỹ Kim, 10 tỷ còn lại sẽ được chia ra giữa Anh, Nhật Bản và Canada. Tuy nhiên, Washington vẫn đang yêu cầu bảo đảm rằng các tài sản của Nga sẽ tiếp tục bị đóng băng tại EU trong thời gian dài. Hiện nay, khoảng 280 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phong tỏa bởi các nước phương Tây, với hơn 2 phần 3 nằm tại công ty lưu ký Euroclear của Bỉ. Theo tính toán của Bloomberg, những tài sản này mang lại lợi nhuận từ 3 đến 5 tỷ euro mỗi năm. Tình hình này cho thấy cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với thách thức kép, vừa phải duy trì hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine, vừa phải bảo đảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Sự phối hợp giữa các nước C7 và việc quản lý các tài sản bị đóng băng của Nga sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định kinh tế của Ukraine trong những năm tới. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Sun Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.